thắng con quỷ trong bạn. Chiến thắng con quỷ trong bạn được viết lần đầu tiên vào năm 1938, nhưng phải đến hơn 70 năm sau mới được công bố vì nhiều tư tưởng trong nó bị ngăn cấm và chịu sức ép định kiến của thế kỷ trước. Cuốn sách cũng được chỉnh sửa và chú thích bởi Sharon Lester để phù hợp với độc giả đương đại. Nó tiết lộ một góc nhìn hoàn toàn khác biệt để đạt được tự do và hạnh phúc thông qua một cuộc đối thoại giả định và vô tiền khoáng hậu của tác giả với những mặt tối trong tâm hồn con người, được ông gọi là một con quỷ trong bạn. Nó giúp bạn nhận diện những lực lượng vô hình đang kìm hãm thành công của mình và những nguyên tắc để vượt qua các lực lượng đó. Cuốn sách này dành cho ai? Các doanh nhân đang tìm kiếm bí mật để thành công, bất cứ ai muốn chinh phục nỗi sợ hãi của họ. Những độc giả quan tâm đến sự khôn ngoan lâu dài từ một cuốn sách self-help bí mật đã có hàng trăm năm tuổi. Napoleon Hill sinh năm 1883, mất năm 1970, là một doanh nhân và tác giả người Mỹ. Ông được coi là người đầu tiên khai sáng ra phong trào tự lực với tác phẩm nổi bật nhất mang tên Suy nghĩ và làm giàu, xuất bản năm 1937, là sản phẩm của hơn 20 năm nghiên cứu và được xếp hạng top 10 cuốn sách self-help bán chạy nhất mọi thời đại. Chiến thắng con quỷ trong bạn là một cuộc đối thoại chính tà, hé lộ giọng nói nhỏ tích cực và cần thiết trong những ngày đen tối của cuộc đại suy thoái ở thế kỷ trước, nhưng giọng nói đó đã từng bị kìm hãm. Mặc dù được viết vào năm 1938, nhưng mãi tới năm 2011 nó mới được xuất bản, bởi vì tác giả có một số suy nghĩ gây tranh cãi đối với thế kỷ trước về các nhà thờ và trường học, mà theo suy nghĩ của ông là đang kìm hãm niềm tin và tiềm năng con người bởi một loạt những nỗi sợ và sự ngột ngạt của chính họ. Và hơn 70 năm sau, cuốn sách của Hill cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng ban ngày. Thêm một số cách, cuộc đối thoại giữa thiên thần và ác quỷ bên trong mỗi người này giúp chúng ta thấu hiểu bản chất con người mình, khích lệ những suy nghĩ tích cực, tìm ra lớp lót bọc của mọi thất bại tạm thời và phát triển những ảnh hưởng tốt đẹp từ đó. Bạn cũng sẽ khám phá ra làm thế nào để tránh trở thành một người chỉ luôn trôi dạt trong cuộc sống, tầm quan trọng của việc chú tâm nhìn nhận những thói quen xấu là gì và một tay đua có thể dạy chúng ta về lòng kiên trì như thế nào. 1. Nguyên nhân chính của thất bại là do chúng ta bị dẫn dắt bởi nỗi sợ thay vì bởi đức tin. Có một giấc mơ mà bạn đã giữ trong nhiều năm nhưng luôn sợ hãi để theo đuổi. Theo ước tính của tác giả, 98% trong số chúng ta đang để tâm trí bị kiểm soát bởi sự sợ hãi. Kết quả là chúng ta có xu hướng trôi dạt trong cuộc sống mà không chịu suy nghĩ cho chính mình hoặc tuân theo những mong muốn của bản thân. Nỗi sợ hãi khiến chúng ta trôi dạt thấm nhuần từ rất sớm. Đầu tiên, nhiều những nhà thờ đã nhồi nhét vào đầu con trẻ nỗi sợ hãi xa lánh những con quỷ trong mình. Sau đó, những trường cung cấp rất ít sự chuẩn bị cho trẻ em đối đầu với những sự tàn ác trong thế giới thực, thay vào đó chỉ tập trung vào việc bắt học sinh ghi nhớ những sự thật và số liệu vô tận. Tác giả Napoleon Hill đã đào sâu học hỏi và đối diện với nỗi sợ hãi trong khi hướng tới mục tiêu của mình là tạo ra một tác phẩm về triết lý thành công cá nhân. Trong nhiều năm, ông đã phỏng vấn mọi người về thành công và thất bại của họ, nhưng dường như những ghi chép của ông dần trở nên mất định hướng, bởi chúng không hề dẫn đến những triết lý cụ thể nào cả. Ông bị mắc kẹt trong tâm trí, bị lu mờ mục tiêu bởi sự mơ hồ, thiếu quyết đoán và sợ hãi. Rồi một ngày nọ, khi ra ngoài đi bộ và tận hưởng khí trời trong lành, bỗng ông đột nhiên đối diện với một giọng nói nhỏ trong đầu mà ông cảm thấy nó giống như một bản thân khác của ông đang nói chuyện với mình. Giọng nói đó đang chỉ huy ông và nó nói với Hill rằng ông hoàn toàn có thể hoàn thành bản thảo của mình về triết lý thành công cá nhân. Tất cả những gì ông phải làm là ngừng nhượng bộ sự sợ hãi và nghi ngờ. Hill tin rằng giọng nói này đại diện cho một cái gì đó mà tất cả chúng ta sở hữu. Ông gọi đó là trí thông minh vô hạn, là sự phong phú của đức tin và năng lượng tích cực mà chúng ta luôn có thể khai thác, miễn là chúng ta dám đối mặt với sự nghi ngờ, sợ hãi và lo lắng từ tâm trí của mình. Nhờ giọng nói này, Hill đã có thể đẩy nỗi sợ của mình sang một bên, làm những gì cần thiết và hoàn thành cuốn sách của mình. Kết quả là Hill trở thành nhà văn vĩ đại đầu tiên của thể loại sách tự lực và tác phẩm của ông tiếp tục được đọc trên toàn thế giới. Nói cách khác, Napoleon Hill đã phát hiện ra bí quyết của thành công chỉ là hãy làm chủ tâm trí của chính bạn. 2. Suy nghĩ tích cực và phát triển một mục đích rõ ràng để nhận được những gì bạn muốn trong đời. Một phần đột phá của Hill đến từ việc ông có một mục tiêu rất rõ ràng trong cuộc sống. Nếu bạn muốn tăng cơ hội thành công của mình, đầu tiên bạn phải tìm ra một mục tiêu cuộc sống của riêng bạn, mang tính cá nhân hóa. Việc này vô cùng quan trọng, bởi thành công chủ yếu xoay quanh những người biết rõ những gì mà cá nhân anh ta mong muốn, chứ không phải cứ chạy lòng vòng theo những gì xã hội định nghĩa và người khác kỳ vọng. Ngay bây giờ, việc này phải được thực hiện bởi chính bạn. Cả trường học và nhà thờ đều không thể xác định con đường của bạn trong cuộc sống, và cũng thật may mắn vì điều đó, bởi nó trở thành đặc quyền vô giá của chính bạn, được tự xác định cuộc sống theo cách bạn muốn. Và điều thứ hai, phát triển một suy nghĩ tích cực trên hành trình hướng tới mục đích của bạn. Ngay cả trong những tình huống tồi tệ nhất, chúng ta vẫn có thể lựa chọn tâm trí lấp đầy bằng những suy nghĩ tích cực thay vì những thứ tiêu cực. Ví dụ, rất nhiều người đã đấu tranh trong cuộc đại khủng hoảng, nhưng một số người đã thể hiện quyền tự quyết bằng cách giữ sự tích cực và tạo nên những thành tích vĩ đại. Lấy Henry Ford là một ví dụ.
Không giống như nhiều người khác trong thời đại suy thoái, bị những suy nghĩ tiêu cực thịnh hành, che mờ tâm trí, Ford giữ lòng quyết tâm và suy nghĩ tích cực về mục đích tạo ra một chiếc xe giá cả phải chăng mà mọi người Mỹ trung lưu đều có thể mua. Hãy nhớ rằng, yếu tố quyết định quan trọng nhất để thành công là liệu bạn đang chọn suy nghĩ tích cực hay tiêu cực. Và khi bạn kết hợp suy nghĩ tích cực với một mục tiêu xác định, bạn đang trên đường tránh số phận trở thành một người trôi dạt. Franklin Roosevelt là một ví dụ tuyệt vời khác. Ông ta có một mục đích rất rõ ràng khi trở thành Tổng thống Hoa Kỳ là quét sạch nỗi sợ hãi đã tồn tại kể từ khi bắt đầu cuộc suy thoái, chuyển quốc gia ra khỏi trầm cảm và hướng tới sự phục hồi. Ông không coi đó là một mục tiêu mang tính chuyên môn hữu hình hoặc cho một đối tượng nào cả, mà mục tiêu là ngăn chặn nỗi sợ hãi và thay thế nó bằng niềm tin. Khởi điểm rõ ràng đó đã cho phép Roosevelt lập tức kiểm soát tâm trí và đưa nước Mỹ trên đường phục hồi. Bạn gặt hái những gì bạn gieo, kết quả của bạn sẽ phản ánh nỗ lực của bạn. Và rồi bạn sẽ sớm thấy hiệu quả của việc có một mục đích thực sự để theo đuổi và sức mạnh của suy nghĩ tích cực trên hành trình đó. 3. Tự phát triển thói quen tốt và vây quanh những người sở hữu những thói quen tốt. Cho dù mọi người nhận thấy thủ phạm rất rõ ràng đang hủy hoại mình là thói quen ăn uống thiếu lành mạnh hay nghỉ ngơi không đầy đủ, thì họ vẫn rất giỏi trong việc biện minh cho những hành vi xấu và không hiệu quả đó. Tuy nhiên, mối nguy hiểm thực sự là khi những thói quen đó bắt đầu trở thành một lối sống thường xuyên. Đầu tiên, thay vì cố loại bỏ những thói quen xấu, thì hãy tìm những thói quen tốt để thay thế cho những thói quen xấu. Khi uống rượu không còn là hoạt động hàng tháng và bắt đầu trở thành một hoạt động hàng ngày, thì bạn có thể trở thành nạn nhân của những gì tác giả gọi là quy luật về nhịp điệu thôi miên, một sự tham gia cố định vào các hành vi theo thói quen. Luật này áp dụng cho cả thói quen xấu và tốt. Tuy nhiên, bạn nên đặc biệt cảnh giác với những thói quen tiêu cực vì chúng có thể nhanh chóng có tác động tàn phá đối với cuộc sống của bạn. Ví dụ, hầu hết các cơn đau đầu và các bệnh khác là do ăn quá nhiều hoặc thưởng thức các loại thực phẩm sai. Và khi mọi người phát triển thói quen ăn uống xấu, sức khỏe của họ có thể xuống cấp và những nỗ lực khác cho mục tiêu và sức khỏe có thể thành giả tràng. Một việc nữa để né tránh thói quen xấu và bảo vệ bản thân là bao quanh mình với những người có thói quen tích cực. Bởi rốt cuộc thì, sớm hay muộn, thói quen của những người xung quanh bạn sẽ cọ sát với chính bạn. Điều này nghe có vẻ như là một chiến lược đơn giản, nhưng hầu hết mọi người vẫn đi qua cuộc sống bằng cách chấp nhận hoàn cảnh tồi tệ của họ thay vì theo đuổi những điều tốt hơn. Một ví dụ điển hình về một người đã không chấp nhận hoàn cảnh của mình là ông vua thép Andrew Carnegie, người đã từng làm cố vấn cho tác giả. Nhà từ thiện và kinh doanh nổi tiếng này đã làm những gì mà nhiều nhà lãnh đạo thành công khác cũng làm là bao quanh mình bởi những người thành công khác. Vì vậy, nếu bạn thấy mình bị ảnh hưởng tiêu cực bởi tâm trạng đen tối của bạn bè hoặc đồng nghiệp, có lẽ đã đến lúc tìm những người đồng nghiệp có thái độ tốt hơn. 4. Những người thành công hiểu tầm quan trọng của việc học hỏi từ thất bại. Nếu bạn đã từng theo đuổi một dự án và cuối cùng đã gặp phải thất bại, bạn có lẽ sẽ coi đây là một dấu hiệu để từ bỏ. Nhưng những người thành công biết rằng những thất bại chỉ là một bản vá thô trên đường để đạt được mục tiêu của họ. Lấy Thomas Edison, người đứng sau các phát minh bóng đèn, máy ghi âm và một danh sách dài các phát minh mang tính cách mạng khác làm ví dụ. Ông ta đã phải trải qua hàng tá thất bại trước khi đạt được bất kỳ tầm nhìn nào của mình. Có khả năng có hàng ngàn người thông minh hơn Edison. Điều thực sự khiến ông ta tách biệt và đưa tên mình vào những cuốn sách lịch sử là sự kiên trì của ông ta khi đối mặt với không chỉ thất bại mà là với vô số thất bại. Trong cuộc đại khủng hoảng, tác giả đã xuất bản cuốn Suy nghĩ và làm giàu năm 1937. Điều này đã giúp mọi người nhìn xa hơn khỏi những khó khăn và thất bại của thập kỷ đó. Và nhiều lời khuyên trong cuốn sách đó vẫn đúng ngày hôm nay. Bởi cho đến nay, nó vẫn là một trong 10 cuốn sách tự lực hàng đầu mọi thời đại. Đừng để những thách thức làm giới hạn mục tiêu hay những hoàn cảnh định nghĩa con người chúng ta. Một thói quen khác mà nhiều người thành công có là nhận ra bất kỳ thất bại nào cũng có thể là hạt giống phát triển thành công. Mọi vấn đề bạn gặp phải sẽ có một giải pháp. Vì vậy, chỉ nghĩ về thất bại với một trạng thái tâm trí tạm thời thay vì là thứ cố định trói chân chúng ta. Ví dụ, Julie Cronin được thông báo hết lần này đến lần khác rằng cô không thể là một tay đua chuyên nghiệp vì không ai trong số các chủ trang trại ngựa muốn có một tay đua nữ. Nhưng Cronin đã có một phương châm, hãy tiếp tục xuất hiện. Và sự kiên định bỏ ngoài tai những định kiến của những chủ trang trại ngựa đó cuối cùng đã khiến họ phải chú ý và tạo cơ hội cho cô ấy. Và rồi Julie Cronin đã trở thành một tay đua vô địch. Thật vậy, nhiều năm sau, USA Today đã ghi cô vào danh sách một trong những vận động viên trải qua nhiều khó khăn nhất trong lịch sử. Nếu bạn có ước mơ của mình, đừng để cho những thái độ tiêu cực của người khác khiến bạn nghĩ rằng nó không thể được thực hiện. Thông điệp chính của tựa sách này là tất cả chúng ta đều có những suy nghĩ tốt và những suy nghĩ xấu. Đôi khi giọng nói bên trong đó bảo chúng ta tiếp tục chiến đấu và những lần khác nó bảo chúng ta từ bỏ. May mắn thay, chúng ta có thể lựa chọn lắng nghe giọng nói tích cực và làm theo nó, trong khi bỏ qua sự tiêu cực và đẩy sang một bên nỗi sợ. Chìa khóa đơn giản đó đã khiến rất nhiều người biến giấc mơ của họ thành hiện thực.
Bằng cách nhận ra nỗi sợ của chúng ta, thể hiện sức mạnh của suy nghĩ tích cực và tung thêm một kế hoạch rõ ràng, tất cả chúng ta có thể vượt qua thất bại và đạt được những ham muốn sâu sắc nhất của mình. Chúc bạn luôn hiệu quả. Comment những tựa sách bạn đề xuất review, đăng ký kênh Biko Bookie để xem trước bản tóm lược các tác phẩm kinh điển hàng tuần. Và tất nhiên rồi, chia sẻ tóm tắt sâu sắc này tới mọi người.